giới thiệu tới các bạn máy nén trứng trộn bột 7 lít với công suất 360W, sử dụng điện 220V, rất phù hợp với các chị em có đam mê làm bánh hoặc cho các hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ. Hoặc website máy móc việt.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.